tên là Alexis Võ, mình ở tiểu bang Virginia. Mình làm video này hy vọng là mình sẽ giúp cho mọi người thi đậu cái bằng facial hay còn gọi là bằng aesthetic của công ty PSI, sẽ phụ trách chấm điểm cho State Board của Virginia. Thì phần thi này là cái phần thi facial makeup, thì mọi người sẽ chờ cho tới khi nào người proctor đọc instruction xong thì mình sẽ có 20 phút để mình làm cái phần thi này. Thì khi mà người proctor nói you may begin, lúc đó mình sẽ sanitize cái tay của mình. Ok, và mình sẽ đem cái đồ nghề makeup của mình ra. Và mình đem cái hộp makeup của mình. Ok, thì mình sẽ lúc này mình sẽ quay cái người khách của mình lại. Quay cái người khách của mình lại. Tại như vậy. Thì mình sẽ làm cái mình sẽ đăng cái người mình sẽ prepare cái người khách của mình lại. Rồi mình make sure là cái tóc của người khách nó không có dính ra khỏi mặt á. Ok, rồi sau đó mình sẽ ok make sure cái tóc nó không có lòi ra ha. Sau đó mình sẽ apply cái foundation cho người khách. Cái này lại. Make sure cái makeup nó không có dính lên người khách nha. Mình sẽ đem mấy cái này ra. Cái miếng sắt này ra. Mọi người không có cái miếng sắt này cũng không sao đâu. Bỏ lên cái gì mà nó có thể dính được, giống như nó có thể thì mình sẽ bỏ cái này vô đây. Ok, rồi mình sẽ bỏ powder foundation vô đây. Ok, và mình sẽ lấy cái sponge. Mình sẽ lấy cái foundation mình. Mình sẽ sức đều lên trên cái mặt của người khách. Rồi sau đó mình sẽ smooth mấy cái foundation này ra. Okay. Sau khi mà mình apply cái foundation lên rồi đó thì
thì cái sponge này là mình bỏ vô thùng rác nha mọi người. And then mình bỏ cái này vô thùng rác luôn. Mình lấy cái này mình bỏ vô thùng rác. Rồi sau đó mình sẽ lấy một cái miếng khác, mình cũng bỏ cái này lại để cho nó giữ cái miếng này lại. Ok. Rồi sau đó mình sẽ mở cái này ra. Rồi mình sẽ dùng cái này nè, mình cào cái bột này xuống. Mình cào cái powder mình xuống. Rồi mình sẽ lấy cái cây brush của mình ra. Ok, lấy brush của mình ra. Mình sẽ lấy cái này. Mình sẽ lau cái brush của mình trước khi mà mình xài lên cho khách ha. Rồi mình sẽ khi mà mình lấy cái bộ cái powder này lên á mọi người, mình đừng có bỏ lên mặt mình liền mà mình phải vũ ở ngoài á cho nó rớt cái bớt cái bột á trước khi mà mình đánh lên cho khách nha. Vũ vô ngay chỗ cái thùng rác của mình á, vũ bớt xuống. Sau khi mà mình làm xong cái này thì mình sẽ lấy cái này ra mình bỏ ha, bỏ vô thùng rác. And then mình sẽ apply cái blush. Thì cái cây này là mình sẽ bỏ vô to be disinfected. Mình sẽ lấy một cái cây khác. Lấy cái cây khác nha. Rồi blush. Mình cũng cào, lấy cái này cào xuống. Mình cũng lấy cái miếng nắp lên. Mình lau cái brush này, mình chậm chậm ở đây, mình lau cái brush của mình trước, rồi bắt đầu mình sẽ nhúng vô cái blush, vũ bớt ở ngoài á, mình apply đây. Tại vì giống như mình thi là để cho nó có cái thao tác thôi chứ không phải là mình cần phải thấy mấy cái này nha đâu nha mọi người. Không thấy cũng được, cũng không sao đâu. Tại vì khi mà mình làm á, là mình phải làm mỗi một cái thao tác như vậy á, mình phải làm giống như là 5-7 lần vậy đó, để giống như cho cái người proctor người ta nhìn thấy là mình đã làm rồi, mặc dù là nó không có nhìn thấy cái gì hết. Rồi mình dục thùng rác. Rồi cái này mình cũng sẽ bỏ vô cái to be disinfected. Rồi kế tiếp là mình sẽ groom cái eyebrows. Thì mình sẽ lấy cái này ra. Ok, mình lấy cái này ra mình chải cái chân mày. Ok, rồi cái cây này là mình sẽ dục rác nha. Tại vì cái loại này là cái loại dục rác. Còn nếu mà mọi người dùng cái cây kia đó, cái cây mà mình dùng ở trong tiệm á, thì cái cây đó là mọi người sẽ bỏ vô to be disinfected nha. Còn cái này là cái loại dục rác.
Rồi, sau khi mà mình groom cái eyebrow thì mình sẽ apply cái eyeshadow. Thì mình sẽ làm một cái miếng khác. Mình sẽ lấy cái màu eyeshadow của mình ra. Thì eyeshadow mình thích màu gì mình làm màu đó nha mọi người. Ok, thì bây giờ mình cho là cái màu nâu đi nha. Mình sẽ dùng cái cây này. Rồi mình sẽ apply. Mình sẽ apply. Ok, rồi cây này mình sẽ dục rác nha mọi người. Rồi sau đó mình sẽ bỏ eyeliner lên. Ok, thì eyeliner của mình á, là nó sẽ có cái cây viết chì này. Thì nếu mọi người muốn xài cái viết chì này á, là trước tiên là mình sẽ chuốt nó nha. Mình sẽ bỏ vô bên thùng rác, mình sẽ chuốt nó. Là có nghĩa là ở nhà là mình đã chuốt sẵn rồi nha. Và giống như là lên đó là mình làm để cho nó có cái thao tác thôi. Ok. Rồi xong rồi là mọi người sẽ làm cái vẽ cái eyeliner.
sau đó là mọi người sẽ làm cái mascara. Ok, mascara, mình sẽ lấy cái mascara. Là có nghĩa là mọi người giả bộ bỏ vô đây thôi nha. Rồi á, vuốt nó lên như vậy nha. Chứ mình thật sự mình cũng không có làm thiệt đâu nha. Tại vì đâu có lông gì đâu mà để cho mình làm. Rồi cái cây này là mình sẽ dục thùng rác. Rồi sau đó mình sẽ làm cái lip liner. Thì đây là cái cây lip liner. Mình sẽ chốt cái cây này trước khi mình làm nha mọi người. Bắt buộc phải chốt nha. Tại vì cái điểm vệ sinh á, mình phải chốt. Ok. Sau đó mình sẽ vào to be disinfected. Rồi xong đó là mình sẽ làm cái lipstick, lip color. Thì mình sẽ bỏ vô to be disinfected. Mình sẽ lấy cái cây này. Mình sẽ tắm cho đây.
Ok, rồi mình sẽ dục cái cây này vô thùng rác. Rồi, tất cả mấy cái này là mình bỏ vô to be disinfected hết nha mọi người. Good luck, mọi người, and goodbye.